Thôi cho dài một tí nữa mình vuốt cái đường đường bê tông xuống cũng được mà. Không vấn đề đâu. Anh làm này nó tương đối cẩn thận đấy. Sắt B40. Là mình đổ bê tông nó thành một khối thì áp lực nước này cũng không ảnh hưởng gì. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Từ sáng giờ là Khánh chạy đi chạy lại là sắp xếp công việc cho mọi người. Là vừa làm ở trên bản xây dựng. Xong ở dưới đây thì là chú cháu Y Khánh cùng mấy bà con là bắt đầu chuẩn bị cốt lèn. Mama, complimenta. Xin chào. Cảm ơn. Để chia đôi đội hình ra. Đội hình các mama trên kia vận chuyển gạch để xây dựng. Ở dưới này thì đã cũng chia đôi thanh niên luôn. Đây Khánh đang cho em Jose là xúc lên cái góc kia. Còn Fimino là đang đi đầm lèn. Đây ý định của Khánh với chú là sẽ làm theo cái đường thẳng của cái này, dọn dẹp sạch sẽ. Xong lát nữa là Khánh sẽ bơm nước để cho nó ướt, để cho nó kết dính cái đất này lại. Chứ mình không để tơi như này mấy hôm nữa trận mưa to nó trôi hết. Là mình sẽ bơm nước bộ. Vâng, bơm cho nó rẽ xong là để nó lún xuống, nó thành một khối đây. Hôm nào nước nó có chảy qua thì là nó ở dưới đây nó thành một khối rồi đấy, nó không trôi được. Còn trong trường hợp mà mưa lũ thì nước ấy tính sao đúng không? Nũ thì nhà nó còn cuốn này. Vâng. Còn phía bên này thì chú Siku là đang dọn dẹp cái đường má ở phía cuối đập. Cái này đổ cốt là 5 phân mỗi nhá. Vâng. Ở dưới đây thì là Khánh với chú thì cũng thống nhất là sẽ không làm thăng bằng. Bởi vì cái lên cái bờ đập này mình cũng sẽ không làm thăng bằng đâu. Mình cứ đắp tôn cho nó áng áng lên xong là mình làm đều 5 phân là được. Vâng. Đều lên nó đều thôi. Vâng. Hôm nay được bản này có người ốm nên là Khánh cho em ca lụt là cũng phải đi cuốc đất luôn. Nay Khánh cầm máy quay để quay cho mọi người xem. Là tê bên thì bơi bà tê ở kia. Đây Khánh đứng bên này để cho mọi người hình dung ra cái nền cái bờ đập đấy ạ. Đấy mọi người có thể nhìn rõ không ạ? Cái bờ kia hôm nọ là bố đo là 1m3 đúng không? Vâng. Thì là sắt thì là Khánh cũng cho chú cắt chuẩn bị ở chợ để gốc cây kia rồi. Một lát nữa lèn xong, bơm nước xong thì là Khánh sẽ cho giải sắt xong là nó đắp mốc. Đây mọi người có thể xem cái ao nước đấy ạ. Ao nước của bà con đây vẫn đang bơm hàng ngày đây. Nó vẫn xanh. Xanh gì luôn. Xanh như cây chuối. Rất là may mắn cho bà con là cái giai đoạn này là Khánh cũng hoàn thiện được xong hết móng này. Xong là mái tôn thì cũng bắn được đến mái nhà thứ 8 rồi. Còn đâu là hôm nay là mình thấy trời nó cứ lấm tấm mưa rồi. Là mình tranh thủ 1-2 ngày là mình làm đập. Làm xong cái đập này là yên tâm luôn. Đúng không bố? Xong cái đập này là... Đã mưa. Hôm nay chưa mưa là yên tâm rồi. Mình cứ đổ xong bê tông làm gọn gàng ở dưới này thì ông trời có mưa thì càng tốt. Mưa thì bắt đầu mình lại gieo giống đại trà, các loại cây trồng. Bà con cũng mong ngóng mưa lắm rồi, nhận được hạt giống vui lắm. Hôm nay Khánh với chú xuống thì bà con sướng lắm.
3 cân hạt giống gieo được nhiều lắm đấy bố. Cùng với năm ngoái để được ít hạt giống nữa thì là bà con trồng ngoài nương rẫy thì là về cái vấn đề lương thực là Khánh cũng yên tâm. Đây chỗ sắt cái lưới này, cái sắt lưới ở đây thì Khánh cắt ra các cuộn rồi. Rồi chú chuẩn bị hết các cuộn ở đây rồi. Cái này mà bố cắt hết một cuộn luôn à? Còn cái đám kia đúng không? Vâng. Cứ nhìn mắt nhìn tương đối phẳng là được đó nhá. Chứ không cần phải ấy đâu. Không cần phải thăng bằng đâu. Thì mình san mình mắt thường mình nhìn nó cũng tương đối thăng bằng ở đây. Hôm trước đấy cốt bằng rồi. Vâng. Cái này cho cái cây cù nào đi tưới lên nó cả tưới ướt đẫm hết tất cả các chỗ bờ đất này để cho nó lún, nó ngấm, nó lún xuống thành một cái bờ kính. Sau này mưa nó sẽ không trôi được đi. Ở phía đằng kia thì là Khánh đang cho các mama đã xúc hết tất cả các rìa bờ ao, là cho đất nó vén gọn lên về phía trong để mình có thể đi lại được ở rìa bờ ao, mà sau này lô mưa là nó không bị trôi đất xuống dưới và thành ao. Bởi ngày hôm nay là mình sẽ chuẩn bị công tác dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị lèn cốt bằng phẳng, xong đó là chỉ được đổ bê tông thôi. Mọi người xem video thì là ủng hộ team Y Khánh với bà con nhé. Chuẩn bị bà con có cái đập đầu tiên ở bản làng, và cũng là đầu tiên của U Quờ, và cũng là cái đập nước đầu tiên của tỉnh Beng Gù. Bây giờ Khánh tiếp tục lên trên này để xem là các bạn thanh niên với cả các mama ở trên này là xây dựng đến đâu rồi. Thế một ngày là ở bán là Khánh đi lại không biết bao nhiêu lượt. Đây các mama đang mang nước ra đấy. Đây còn đây là sắt thì Khánh cũng đã chuẩn bị sơn xong rồi. Và đợi làm đập xong là mình lại tiếp tục là đặt kèo mái và lợp mái. Ở dưới chỗ suối kia mà tập trung hết mọi người dưới đấy thì nó chật. Nên là Khánh chia làm hai đội hình. Một đội hình xây dựng ở trên này. Giờ các bạn thanh niên cũng cứng tay nghề rồi nên là làm tốt rồi nên Khánh yên tâm. Cứ sắp xếp công việc cho các bạn đấy là các bạn làm ngon này. Mama! Tao vô hả? Tao vô! Con ta khán giả! Xin chào! Xin chào! Ok! Thấy các bạn thanh niên ở dưới kia là các mama ở trên này nó phải đào vữa hết. Chuẩn bị vữa nước này. Rồi gạch này. Đấy, từ sáng đến giờ đã. Mọi người có thể nhìn ạ.
Maracu này, Babanto liều với cả Flavio. Phê xa tu đủ bay nhá, ba ba. Em mọi người cũng nên được mấy hàng này bằng chỗ để đặt sang cửa sổ rồi. Đứng ở bên ngoài là các em xây là chưa biết ở bên trong. Flavio, có chi phê xa bay, ok? Você tá com chi, você pode fez já? Não deixa fez a de boi não. Tá com chi, fez a. Quando fez a massa, fez a dentro também. Tá bom, Matinho. Fazer assim, né? Deixa tập thành thói quen đi. Mấy ta thì lấy đâu. Bây giờ là một ngôi nhà gạch đất này mà cả bản mà tập trung vào thì cũng chả xây chả mấy ngày là xong. Còn đây Mama Florida với cả Mama Titi có tuổi rồi nhưng vẫn đùn xe rùa chở gạch. Mama không chở được nhiều, có thể chở được 1-2 viên thôi. Đấy, quý vị khán giả nhìn thấy tay nghề của các bạn thanh niên như này thì có yên tâm để nhận công trình chưa ạ? Các góc còn tương đối là thẳng rồi đấy nè. Đấy, cái đứng đây để cho mọi người xem góc này. Đấy, cũng thẳng luôn ạ. Bonito. Bonito đấy mama. Bonito. Đây là tường này. Đấy, mọi người nhìn xây, các em xây vít mạch này. Vít mạch là nó tòe ra đấy, chứ không phải là cái mạch vữa nó to đùng như kia đâu. Xây gạch đất thì nó sẽ tốn vữa hơn là gạch block bê tông. Gạch block bê tông thì mình có thể đều 2 phân. Cái gạch này nó kiểu như là mình đóng thì có viên thẳng và viên không thẳng ấy. Nên là nó không thể như là gạch block được. Nên là mạch vữa có thể là khi được chỗ thì 2 phân, chỗ thì 3-4 phân. Đấy, Khánh quay tất cả các góc cho mọi người xem. Còn cái cây baobab thì... Đấy, lại nói đến cây baobab thì Khánh lại muốn tâm sự với quý vị khán giả một chút là cái chuyện mà va chạm xe ở Việt Nam của Huy Khánh thì đến ngày hôm nay thì cũng đã giải quyết xong rồi. Với bên tòa án thì là gia đình nhà Huy Khánh là mất thêm là 30 triệu nữa. Mấy cả một khoản tiền là lấy xe vì bị giữ. Xong là bồi dưỡng cho gia đình, hỗ trợ cho nhà cái em bị tai nạn đấy, bị vào viện đấy, là 20 triệu. Thế tổng là ra là trong cái không may mắn này là anh em Huy Khánh là mất gần 60 triệu. Nên là đây cũng là một cái mà để cho mình rút kinh nghiệm ấy. Và cũng là để quý vị khán giả xem qua video của Huy Khánh thì cũng hiểu được là cái luật đường bộ ấy. Kể cả mọi người có đỗ đúng ấy, nhưng không đặt đèn, không đặt biển cảnh báo thì là ví dụ mà có người nào người ta đi người ta đâm vào mình ấy, thì là mình vẫn, kể cả gia đình nhà kia người ta sai hoàn toàn, thì bản thân mình có xe đỗ ở đấy thì là mình vẫn phải chịu trách nhiệm với pháp luật đấy. Bởi vì cái luật là như vậy. Bình thường ra thì làm gì có ai là đỗ xe là đặt biển báo đâu, mà người cứ để ý ở trên đường đấy ạ, đúng không ạ? Đây là Khánh đang nói trường hợp là mình đỗ đúng nhá, không gia đình nhà với Khánh là em với Khánh là đỗ không sai đâu ạ. Chỗ em trai với Khánh đỗ là có rất nhiều xe đỗ luôn. Thì mọi người cứ đặt giả dụ là ví dụ là tất cả các xe mà ở rìa đường mà không có biển báo cấm dừng cấm đỗ đấy thì là xe mình được phép đỗ theo luật giao thông. Thì các xe mà đỗ san sát nhau thì làm gì có xe nào mà để được biển cảnh báo đâu, đúng không ạ? Nếu mà để được biển cảnh báo thì tí ra thì cũng mất xe, đúng không ạ? Bởi vì có người đỗ 1-2 phút, có người đỗ 5-10 phút, có người đỗ thì là đến cả nửa tiếng, 1-2 tiếng. Nên là mọi người là trước khi đỗ xe là cũng phải tìm cái chỗ cẩn thận đỗ.
không đúng cái va chạm thì lại như trường hợp của anh em Huy Khánh thì như thế vẫn là nhẹ đấy ạ. Có trường hợp ở gần nhà Huy Khánh đỗ xe trước cổng nhà luôn mà người ta đi xe máy ta đâm vào, người ta bị mất mạng ấy, đền mất mấy trăm triệu. Nên là trong cái vấn đề này là mọi người khi mà đỗ xe hay là để xe trước cửa nhà là cũng phải lưu ý cẩn thận. Còn anh em Huy Khánh này cũng đã giải quyết xong và cũng đã lấy xe về, yên tâm rồi. Thì là ngày hôm nay là Khánh cũng muốn thông báo cho quý vị khán giả như vậy, để những người yêu thương Huy Khánh thì quan tâm đến Huy Khánh thì cũng yên tâm. Còn công việc ngày hôm nay ở dưới bản thì là Khánh sắp xếp cho bà con, ai cũng có việc hết. Người thì chở đất, chở gạch, người thì đảo vữa lấy nước, người thì xây dựng, người thì dọn dẹp ở dưới suối làm cốt thăng bằng. Thì bây giờ là Khánh để các bà ba mama ở trên này làm, nên là Khánh xuống dưới kia để làm cùng với chú để giải sắt. Mama Riketa vừa bảo với Khánh là nhà mama là tranh thủ là đập nhà luôn, cùng mấy bà con trong bản là hỗ trợ. Đây là Khánh cho mọi người xem này, đây là ngôi nhà gạch đất này, ngôi nhà cũ của Mama Riketa. Ở đây mọi người dỡ được cả gạch luôn đây này. Đây, mọi người có thể xem này. Đấy, nhà mama mấy bà con là tranh thủ là xây gạch đất là dỡ ra được viên gạch luôn. Đấy, trong nhà này của mama thì cũng được hơn chục mét vuông. Rồi dỡ được gạch đất ra như này thì là mình có thể là tận dụng được, sau này mình có thể là xây bể phốt. Chú bắt đầu đã cho sắt ra kia rồi. Mọi người nhìn có đẹp không ạ? Hôm nay là Khánh quay phim nên là có rung rung một tí thì mọi người thông cảm nhé. mọi người thấy nhìn đây ạ. Chú Si Cù với cả chú với cả các bạn thanh niên ở đây là đã san phẳng rất là đẹp rồi đấy. Tương đối đẹp rồi đấy. Phẳng đẹp rồi bác nhỉ. Đây ông Jose đang đầm lốt. Đây chỗ đất này thì đã tí giải sắt xong là Khánh tiếp tục tưới tiếp, để cho nó tưới lèn xong là tưới tiếp cả ở đây nữa, để cho nó ngấm đẫy, để cho nó thành một khối. Tiêu Sĩ Cù ra kia hỗ trợ các mama. Đấy, mọi người nhìn cái bờ dìa bờ ao có đẹp không ạ? Đấy, mọi người cuốc vào 50 phân đây này. Đấy, để sau này mưa gió thì mình có thể đi lại bơm nước, đi vòng quanh bờ ao, hoặc là có thể trồng cái gì đấy thì là không, nó đất nó không bị rơi xuống dưới ao. Còn ở trên này thì cái máy xúc nó múc lên đây rất là nhiều đất luôn này. Mọi người có thể nhìn này, đống đất rất là to luôn. Đây ạ. Bây giờ mình chỉ cuốc 50 phân ở rìa bờ ao ra thôi. Tá bonito, né, mamá? Tá bonito, papá. Não, tu fala, tá bonito. Đây con nải chuối đẹp thế nhỉ. Con nải chuối này sắp ăn được rồi, thế bắt đầu ngả vàng vàng rồi đấy. Rất là ngon luôn. Ồ, bên này cũng có một nải nữa này. Đấy. Bên này tiếp tục một nải nữa này. Ôi. Khả năng là ôi. Khả năng đến mùa mưa là phải tìm vị trí xung quanh cái mảnh đất ở trên ấy, xong là mình trồng nhiều chuối nhỉ, trồng dãy chuối được ấy, để cho cây chuối nó cũng lớn nhanh mà, để cho bản làng nó đẹp ấy, mọi người đi từ xa nó có gây sự chú ý ấy. Đây là Khánh với chú giờ sẽ giải sắt như thế này.
giải uốn một phát là từ dưới đáy của cái bờ kè đá này, móng đá này, xong nó uốn một phát là sang bên tận bên kia luôn. Đấy, chạy giáp danh với cái thành giếng, còn chỗ giếng thì tí mình cắt sau. Mình giải lưới này là mình đổ bê tông thì nó sẽ yên tâm. Ok, à kia để bôi cột đá. Rồi bây giờ là Khánh bắt đầu lên làm với chú. Thì từ giờ đến trưa là sẽ có cái gọi là cái lần sắt lưới đẹp. Rồi buổi sau là Khánh sẽ đổ bê tông. Bố đỡ cho con ở dưới. Để giải cái này chùm xong một tí. Đây được rồi. Tôi sẽ vài vụn cả bộ củ này. Được chưa? Cần rồi rồi, cho quá đây được rồi. Ok, tao bộ. Bắt xa. Ok. Tao bộ xin nhá. Được cái là cái sắt lưới này cũng dễ giải này. Dùng tay là mình có thể uốn được. Cho nó lên một tí, cho nó lên lùi lại một tí. Jose phải vun tập buộc cùng nhá. Phải vun. Được rồi. Được rồi, được rồi. Đừng cho thùng vào đấy. Rồi. Vai, vừa xe lên vừa đặt, đưa vào ta, nhá. Thôi cho giải một tí nữa, mình vuốt cái đường bê tông xuống cũng được mà. Không vấn đề đâu. Vai. Khánh làm này cũng tương đối cẩn thận đấy. Sắt B40. Là mình đổ bê tông nó thành một khối thì áp lực nước này cũng không ảnh hưởng gì. Rồi. Ok rồi đấy bọn. Ok, Jose bố được cột tả nhá. Ok. Cột tả kì. Này thừa 10 phân. Thừa nó chỗ đấy thôi, ngoài nó thừa. Thôi rồi, mình cắt uốn theo cây. Có tay vào. Ok. Bước cái chỉnh được đâu đấy để đâu này cắt. Quá đúng không? Nhấc đi. Rồi ok. Mọi người nhìn nó đẹp chưa ạ? Ok. Được chưa bơi? Rồi. Đấy, như thế là ok. Ok gì? Đây, cắt, để cho cắt vòng theo cái giếng. Rồi, để là mình ép từ đây đi. Ép từ đây đi. Rồi. Đây là vẫn căng. Căng chưa? Rồi, ép từ đây đi. Lên bàn tay đi. Rồi, ok, có tay đi. Có tay đi, có dích đồn đúng không? Đây, Khánh cho em cắt theo cái vòng giếng. Bây giờ là Khánh với chú là làm nốt mấy cái góc này là gọn. Em ca lột mấy cái em Femino là đang dọn dẹp cái chỗ để đá bê tông. Và cái chỗ cái cát ngày xưa khai thác ở cái chỗ mỏ cát kia là được một đống to đấy, thì bây giờ là Khánh đang cho dọn dẹp. Và chuẩn bị vị trí để về sau mình đổ. Mọi người nhìn nó đẹp chưa ạ? Khánh với chú ấy gọn hết rồi đây. Vâng, cái đoạn này nó chéo theo cái đường bờ này là ok rồi. Đã hoàn thành giải sắt. Giải sắt lưới vào nhìn đẹp ngay nhỉ bác nhỉ. À đây này, vẫn còn đoạn này đẹp ơi. Thế đây. Vâng, cái đoạn vá hình tam giác này. Vâng. Thôi lấy mấy cái đoạn vụn vụn nó cho vào đấy cũng được. Mọi người đã nhìn nó đẹp chưa ạ?
Đấy đấy đấy, chỗ đấy cho vào kia là được. Đấy, công tác chuẩn bị lèn giếng và mặt mặt đập đã gọn gàng rồi. Công việc của bà con ở trên bản thì là các bạn thanh niên thì cũng xây hoàn thành trách nhiệm và cũng xây được rất nhiều gạch. Còn chú Si Cù khi mà làm mấy cánh ở đây xong thì cũng sang bên kia hỗ trợ các mama, thì là bây giờ là có đường bờ đẹp này. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể đi về bờ ao ngon này, 5-6-7 chúng ta luôn, rất là đẹp luôn. Chú Si Cù mama tao bu lì tù á tao mới tù bu nì mama tao mình về tao mới tù bu nì tiếp cận sao cô mà Agora, coisa. Tá muito bonito por aqui. A cidade tem uma segurança que não vai mais. Sim, sim. Tá muito bom. O ano passado trabalhamos uma coisa, foi com água, mas esse ano a coisa já atingiu uma bichequinha. Sim. Aqui já antes, né? Antes, ano, levava tudo. Sim, levava tudo mesmo. Agora já tem, pero. Depois fazer betão, fica duro. Sim. Aqui se tu guardar água bem. Sim. Também aqui, tio, com babá, jovem, mamá. Depois pode banhar aqui. Sim. Vamos banhar. Também cuidado, hã? Banhou aí, sentar ali. Sim. Yeah. Ali já tem sal betão, banhar aqui, sentar ali, comer. Sim. Também controlar bem, criança. Sim, porque assim tem aqui, muito... agora, muito baixo, sim. Fundo. Ok, aqui muito baixo. Aqui nada acaba. Sim. Bem, criança. Tudo vai mais. Avô, para falar bem, criança. Sim. Eu deixo ele vai aqui. Sim. Ele vai aqui, por amor de Deus. Sim. Depois por um leve. Ok? Thì là công việc từ sáng giờ là của chú cháu Y Khánh. Mấy bà con thì là cũng đã gọn gàng rồi. Thì là quý vị khán giả theo dõi thì thấy clip hay và ý nghĩa. Huy Khánh cùng chú đang hỗ trợ các con bán thì là cho team Huy Khánh một đợt like, một share và một đợt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog cuộc sống châu Phi. Còn bây giờ thì là Khánh cùng mấy bà con là lên trên bản để cho chú Si Cù với cả các mama ăn cơm. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Xin chào. Ngày hôm sau, buổi hôm sau là sẽ có lên với tông đẹp. Mọi người cổ vũ team Huy Khánh nhá. Xin chào. Xin chào.